Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, được sự đồng ý của ban giám hiệu, ban chấp hành đoàn trường và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo học sinh, chúng tôi tổ chức cuộc thi Hùng Biện thế này, English Competition, với hy vọng tạo được một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho chính tất cả các bạn, những học sinh năng động của trường Lam Sơn, và đem đến cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh cho mỗi người. The competition consists of two rounds. Và chung kết vào ngày 17 tháng 1 năm 2010. And we are here to